chùa Hoằng Pháp thông báo người trông coi nghĩa trang vi phạm giới luật tự ý bán, sang nhượng phần đất. Đại đức Thích Tâm Trường, trụ trì chùa Hoằng Pháp, huyện Hóc Môn, thành phố Hồ Chí Minh, vừa có thông báo về vi phạm giới luật của ông Nguyễn Thanh Cường, Thích Tâm Hoạt, người trông coi nghĩa trang chùa. Theo thông báo của chùa Hoằng Pháp, vào khoảng năm 2020, chư tăng chùa Hoằng Pháp đã cắt cử Nguyễn Thanh Cường, Thích Tâm Hoạt đảm nhiệm trông coi công việc nghĩa trang chùa. Về công việc này, ông Cường chỉ có chức năng là giám sát tiến độ làm việc của công nhân xây các mộ phần và hướng dẫn gia đình người đã mất có phần lô đất trước đó chôn cất đúng nơi quy định. Vì tư lợi cá nhân, muốn sở hữu tài chính riêng, ông Cường đã vượt quá quyền hạn của mình, tự ý bán, sang nhượng các phần đất trong nghĩa trang chùa Hoằng Pháp cho người khác mà chưa được sự chấp thuận của thầy trụ trì và chư tăng chùa Hoằng Pháp. Bên cạnh đó, chùa Hoằng Pháp không chỉ đạo ông Cường làm việc này nên mọi trách nhiệm giải quyết và đền bù cho các bên mua đều không thuộc về chùa Hoằng Pháp mà là trách nhiệm của ông Cường. Sau khi xảy ra sự việc, ông Cường tự ý bỏ đi vào ngày 13 tháng 1 năm 2022, thông báo nêu. Theo chùa Hoằng Pháp, việc làm này của ông Cường không đúng với tinh thần của người xuất gia, vi phạm nội quy và giới luật. Chùa Hoằng Pháp đã tường trình sự việc lên các cấp giáo hội Phật giáo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh cũng như Ủy ban Nhân dân xã Tân Hiệp, huyện Môn.